Xin chào tất cả mọi người, mình là Katie Nguyễn, là gái già F3 của vũ trụ gái già lắm chiêu. Còn đây là... Và mình là Khương Lê. Và mình là gì gì đó của Lý Linh. Và mình là phi công thế hệ F3 của gái già lắm chiêu. Hôm nay gái già và phi công F3 sẽ tham gia một challenge. Katie đã xem hết tất cả các phần của gái già lắm chiêu chưa? Tất nhiên là xem rồi, Katie là một fan rất là lớn của vũ trụ gái già lắm chiêu. Wow! Anh Khương xem chưa? Khương chưa kịp đi xem ở rạp nhưng mà nhờ có Galaxy Play và Netflix nên Khương đã xem được hết tất cả rồi. Nếu mà các bạn muốn xem lại hoặc là chưa xem vũ trụ gái già lắm chiêu thì hãy coi ở trên Galaxy Play hoặc Netflix nha. Bây giờ thì mình hãy bắt đầu thử thách thôi. Bây giờ ở trên tay Katie sẽ có 10 câu hỏi đặc biệt cho phi công Khương Lê. Hồi hộp không? Cũng được. Trả lời sai là bị đuổi. Lo quá. Lo hả? Chứ không phải là tự tin hả? Ok, bây giờ bắt đầu nha. Câu hỏi đầu tiên, gái già lắm chiêu phần đầu tiên ra mắt vào năm nào? Thật sự cái này Katie không biết. Xin mạnh dạn dự đoán. Năm 2014. Em nghĩ là sai. Em nghĩ là 2016. Trời ơi mọi người, cái này là em đoán đại luôn á. Biết sao không, mình phải cộng trừ nhân chia. Thì đó, mấy anh quay được 3 phần rồi thì tất nhiên là chị Lan Ngọc mới ra phần trước, thì mình trừ đi 1 năm, mình cứ trừ đi 1 năm thôi bạn thiệt. Mình qua câu hỏi thứ hai quá đi. Quá dở. Mình qua câu hỏi thứ hai đi. Cho biết tagline của từng bộ phim. Tagline. Tagline là cái kiểu giống như là một cái slogan của bộ phim á. Những cuộc đời vương giả. Ôi. Bất ngờ mọi người ơi, đúng rồi. Còn ba phim kia làm sao biết không? Không. Khi đề nghị cái phim của chị Lan Ngọc đi. Nàng dâu siêu chảnh, mẹ chồng siêu giàu. Hay vậy? Kia là The Last Egg là... À, The Last Egg là cái gì? Cái The trứng cuối cùng. Ý là nói về... Đúng rồi, cái đó là phần của chị Diễm My. Còn phần 2 của chị Lan Ngọc là gì ta? Nói về Miss Q thì... Không nhớ luôn nhưng mà... Nói chung là sai một cái không sao hết. Khương bị phạt hay thì không bị phạt gì hết. Kể tên 10 diễn viên nữ từng đóng trong bộ phim Gái già lắm chiêu. 1, 2, 3 à. Khương Bị Khương. Yes. Chị Diễm My. Cái này có một đưa vậy đi. Chị Diễm My. Diệu Nhi. Cô Lê Khanh của Hồng Vân. Bà đếm đi. 6 rồi đúng không? 6 rồi đúng không? 6 cái gì? Nè. Cô Việt Hương, chị Diễm My, chị Diễm My, hai người mình đóng phim chung, Thùy Anh, Ninh Như, Anh Ngọc, cô Lê Khanh, cô Hùng Vân, rồi không để không để tám rồi, tám thôi. Câu số 4, kể tên các phi công từng đóng gái già lắm chiêu. Trời quá dễ. Kể phi tên... công là Bình Minh nè. Lê Xuân Tiền nè. Lê Hữu Khương nè. Được chưa? Đúng, cũng đúng, ok. Bây giờ được một câu đúng luôn á, một câu chọn. Hai đâu, hai ba câu. Câu số 5, cô Việt Hương đóng vai gì trong Gái già lắm chiều? Thì mới coi lại. Đóng vai một người bác sĩ. Dành cho ok, cũng đúng. Nhưng biết tên không? Không, không quên rồi. Chết rồi, ở trong đây nó không ghi đáp án mọi người à. Vậy thôi, vậy thôi qua nha. Có nhưng mà khi đi biết cô Việt Hương trong vai của bạn thân của chị Diễm My là một người bạn rất lùng. Hội bạn thân của Miss Q có tên là gì? Kể tên từng nhân vật. Hội chăn chuối nhưng mà nhớ tên từng sao người tên là chăn chuối không? Biết rồi, biết rồi. Khương chắc hiểu rõ lắm mọi người. Vậy kể tên mọi người đi. Không nhớ. Không nhớ hả? Chị ép buộc. Kiki Ngô. Chị nhớ có chị Maria. Đó là tên ngoài đời, còn tên trong phim là gì? Đài Trang. Đó là một người nói giọng Huế trong bộ phim Gái già lắm chiêu 2 và 3. Rồi, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đóng vai gì trong Gái già lắm chiêu 3? Kể tên nhân vật. Đóng vai mẹ chồng nàng dâu. Oh my god. Wow. Cái gì vậy? Kể từng người đi. Đúng rồi, mẹ chồng nàng dâu. Biết đúng không? Tên là gì không? Trời ơi, cái này mà nè, mẹ Khanh là Thái Tuyết Mai. Đúng. Còn cô Hồng Vân là...
Cô vẫn là bà nội. Bà nội. Ờ đúng rồi, bà nội. Đâu có đương nhiên đâu. Ủa vậy hả? Ờ à, bà nội. Thì nói mẹ chồng con mẹ dâu là đúng. Khi thì thấy Khương rặng lâu quá thì đi mới nhảy vô trả lời giùm. Câu số 8, đọc tên nhân vật của hai phi công trong mà anh Lê Xuân Tiền và anh Bình Minh đóng là gì? Ôi, tên của hai nhân vật đó là gì? Em chỉ nhớ cái xác thôi. Em chỉ nhớ một thôi, nói chung là đúng nửa nha. Câu á, đúng số nửa 9, câu á. Phi công Thiên Minh. Jack làm nghề gì? Phi công Jack làm nghề gì? Phi công Jack làm nghề phi công. Trời ơi, người ta đi làm đàng hoàng mà nói người ta làm phi công. Nói vậy nè, người ta làm rich kid. Rich chịch kích. Rồi, câu này chắc Khương biết rõ nè. Bữa kia thì thấy Khương rất là thích khi mà anh Tiền xuất hiện. Đố Khương, anh Tiền có bao nhiêu muối? Bao nhiêu cục muối? Anh Tiền có 6 muối. 8 muối. Get some help. Oh wow. Trời, anh mình mà mình không biết. Theo nhận xét của KD thì Khương đã fail challenge này. Mặc dù đã nói là thích, rất là thích và mê anh Lê Xuân Tiền, bây giờ anh có bao nhiêu muối thì cũng không biết. Tên bạn chị Ngọc cũng không biết luôn. Cái này là fail chắc luôn, chắc mà bị đuổi rồi đó. Không phải, nói chung là tại vì mình xem phim rất là kỹ. Mình xem phim là mình thả hồn vào phim, chứ mình ít để ý tới những cái chi tiết mà như là muối rồi này nọ. Nên là mình cái lúc mà ngồi đây chơi trò chơi là mình cũng hơi rung nên là chữ đâu là nó bay hết. Thả lòng và quá quên luôn tên nhân vật. Cảm ơn Khương đã tham gia thử thách này của KD. Dạ. Và mong rằng mọi người cũng sẽ tham gia thử thách cùng với mọi người trong bộ phim Gái Già Lắm Chiêu nha. Bây giờ KD sẽ có một thử thách tặng cho các bạn khán giả và sẽ nhận được những phần quà rất là hấp dẫn nếu các bạn đoán đúng. Vâng. 5 comment trả lời đúng nhất sẽ nhận được 5 phần quà từ KD và Khương. Hỏi bây giờ, hỏi cái gì bây giờ? Đây. Phải dễ dễ mà có, cũng khó có. Khó mà cũng phải hợp lý chứ không là kỳ. Có ừ. Xem nè. Có hả? Ok, bây giờ KD hỏi. Không mà hỏi câu nào dễ dễ á. Thì ở trong đây có rất là nhiều câu thì mình sẽ lựa câu dễ nhất vì KD mong rằng mọi người sẽ nhận được thật là nhiều phần quà. Câu hỏi cho khán giả của Gái Già Lắm Chiêu đó là: nhân vật của KD trong Gái Già Lắm Chiêu 5 Những Cuộc Đời Vương Giả có tên là gì và bao nhiêu tuổi? Câu trả lời hợp lệ là câu trả lời đầy đủ hai phần của câu hỏi luôn nha. Bao nhiêu tuổi và tên gì? Đúng. Các bạn comment bên dưới và việc tiếp theo là chờ đợi may mắn nhé. KD hy vọng là mọi người sẽ tham gia thật là nhiều trong thử thách này để nhận được những phần quà thật là hấp dẫn. Và đừng quên nhớ đón xem bộ phim Gái Già Lắm Chiêu Vi nhé. Bye bye. Bye bye. Tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người thật nhiều may mắn.